Các nhà nông miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2022, kênh nhà nông miền Tây cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng với kênh. Thưa quý bà con, quay trở lại tình hình giá sầu riêng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 1 thì tình hình tiếp tục là sầu riêng có giảm nhẹ thêm một xíu nữa ha bà con ha. Tùy loại, tùy theo khu vực, tùy theo địa phương đó thì nó sẽ giảm từ 1 đến 2 ngàn đồng mỗi loại. Và bà con cũng lưu ý giá này là giá anh em thương lái cắt tại vườn đó, tùy lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà nó sẽ có cái độ chênh lệch giữa các cái nơi từ 1 đến 2 ngàn nữa đó. Thì cái tình hình chung hiện nay là giá tất cả các loại nông sản đều bị sụt giảm nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh, do tình hình xuất khẩu. Thì cái này là thông tin chung rồi bà con ha. Thì cũng có một vài thông tin về tình hình tại cửa khẩu ở phía Bắc để cho bà con mình biết được, đó là số lượng thông quan hiện nay thì cũng đã giải quyết được gần phân nửa rồi bà con ha. Hiện tại thì còn khoảng là gần 2.500 chiếc container bị ùn ứ thôi. Tuy nhiên, dự kiến để mà giải quyết hết được tình trạng thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn như là Chima, Hữu Nghị, vân vân, đó thì là cũng phải là khoảng tầm 40 ngày nữa. Đó thì cái này là thông tin chính thống luôn bà con ha. Khoảng 40 ngày nữa mới giải quyết được cái tình trạng ùn ứ xe ở đó, là giải quyết triệt để luôn á. Thì đó là dự kiến của các cơ quan ban ngành. Thì kênh nhà nông miền Tây cũng xin được cập nhật cho bà con. Thì đâu còn chưa tới 1 tháng nữa là mình tới Tết rồi bà con ha, mà tình hình nó là dự kiến tới 40 ngày thì cũng rất là nghiêm trọng luôn. Thì không biết sắp tới tình hình giá nông sản của chúng ta sẽ đi về đâu. Thì thôi, mỗi ngày bà con mình cố gắng cập nhật thông tin để mà chúng ta đưa ra cái cách mua bán làm sao cho hợp lý nhất trong cái thời điểm này. Bà con mình cùng cố gắng nha bà con ha. Cụ thể giá sầu riêng ngày hôm nay thì sầu riêng đi 6 ở miền Tây Nam Bộ nha bà con, là mua xô từ 30 tới 35, hàng đẹp từ 36 tới 41. Sầu riêng Thái mua xô từ 38 tới 45, hàng đẹp là từ 46 tới 50 ngàn. Ở miền Đông Nam Bộ, ri 6 mua xô từ 28 tới 33 ngàn, hàng đẹp từ 34 tới 40 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 34 tới 40 ngàn, hàng đẹp từ 40 tới 45 ngàn. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh.